Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 6 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy, cũng nhằm ngày 30 tháng 4, ngày lễ lớn đó quý vị ha. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại con đường Nguyễn Văn Cừ. Mình tiếp tục đi vòng vòng những tuyến phố trung tâm để cập nhật tình hình du khách trong ngày lễ này, để gửi đến cho quý vị, anh chị và các bạn cũng biết. Đà Lạt ngày hôm nay thì bầu trời vẫn âm u, có mưa nhẹ, mưa phùn thôi quý vị, lúc tạnh lúc mưa. Nói chung chiều tối hôm qua cho đến sáng nay thì trời không có mưa to lắm quý vị, lâu lâu có những cái giọt mưa bay bay rồi nó tạnh thôi. Không biết ngày hôm nay thì trời nó có mưa nhiều hay không. Mình nghĩ nó không có mưa to đâu, chắc mưa phùn thôi quý vị. Nếu thời tiết cứ như thế này thì cũng khá là thuận lợi cho bà con đi vui chơi lễ và tham quan ở thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên trời cũng khá là lạnh đó quý vị. Chúng ta cũng nhớ mặc áo khoác vào. Khi mà chạy xe máy ngoài đường thì hai cái tay nó cũng hơi bút bút đó quý vị ha. Đây là cầu Ông Đạo. Hiện tại bây giờ những cái tuyến phố trung tâm của Đà Lạt á thì khá là thông thoáng. Từ tối hôm qua đến giờ du khách vẫn lên Đà Lạt chưa đông đâu quý vị ha. Không biết chiều tối này sao. Chiều tối này thì mình nghĩ chắc chắn sẽ đông hơn, nhưng mà không biết nó đông đến mức nào thôi. Dịp lễ lớn năm nay á thì du khách lên Đà Lạt chắc có lẽ cũng không có đông lắm so với những cái năm trước, không như mọi dự đoán cũng như là sự kỳ vọng của nhiều người. Nói chung cũng do cái thời tiết hiện tại bây giờ, không chỉ riêng Đà Lạt mà ở những cái tỉnh thành miền Đông Nam Bộ cũng như miền Trung đang mưa to, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đó quý vị ha. Có nhiều người cũng đặt vé, đặt phòng ở Đà Lạt rồi cho cái dịp lễ này, nhưng mà đến phút chốc do trời mưa, chính vì vậy mà người ta cũng đã hủy, sẵn sàng bỏ tiền cọc để mà ở nhà đó quý vị ha. Và đây là khu Hòa Bình. Sáng sớm nay rất là vắng vẻ và thông thoáng. Những cái bãi đổ xe ở khu vực trung tâm như thế này thì vào dịp lễ hoặc là ngày cuối tuần đó quý vị thì phải nói không còn chỗ, nhưng mà hôm nay nó khá là trống trải. Lễ năm nay mình nghe thông tin cũng có nhiều người làm dịch vụ khách sạn đó quý vị, nhưng ngồi trên đống lửa, đặc biệt là những cái người mà ôm phòng, ghim phòng để chờ tới phút chốc để bán cái giá cao đó, hiện tại bây giờ cũng như ngồi trên đống lửa luôn. Mình thấy một số tuyến đường người ta treo bảng còn phòng khá là nhiều. Và mình tiếp tục đi vào con đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là tuyến đường tập trung rất là nhiều những cái khách sạn. Hiện tại bây giờ thì mình thấy một số nhà nghỉ cũng treo bảng còn phòng, và một số nhân viên thì ra đứng để bắt khách đó quý vị. Tuy nhiên kỳ dịp lễ 30 tháng 4 này nó kéo dài trong vòng 3-4 ngày đó quý vị ha. Thì Đà Lạt sáng nay nó vắng như vậy, nhưng mà có thể đông lên bất cứ lúc nào đó quý vị. Thật sự ra có rất là nhiều người đã từng đi Đà Lạt nhiều lần trong những cái dịp lễ lớn như là lễ Tết rồi dịp lễ 30 tháng 4 thì họ đã từng biết rồi. Cái tuyến đường quốc lộ 20 luôn luôn tấp nập, thậm chí ách tắc, chạy với tốc độ rùa bò. Có nhiều người di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới Đà Lạt
mất mười mấy đến 20 tiếng đồng hồ luôn quý vị ha, chạy với tốc độ là tầm khoảng 3-40 cây số trên một giờ thôi. Và với một cái quãng đường di chuyển dài và mất nhiều thời gian như vậy, cho nên chi họ rất là mệt mỏi, thậm chí ám ảnh nữa. Và thật sự đó là một cái nỗi ám ảnh không hề nhẹ đối với những cái bác tài chạy xe 45 chỗ. Những cái chiếc xe đó lớn á, chính vì vậy rất cồng kềnh, khó mà cơ động và di chuyển. Còn những cái chiếc xe nhỏ cũng có thể luồn lách được, còn xe lớn thì thua rồi quý vị ha. Có thể sáng nay mình đi hơi sớm. Thôi bây giờ mình sẽ ghé uống một ly cà phê, rồi tầm khoảng 8-9 giờ rồi quý vị ha, mình lại tiếp tục ra đường để xem thử tình hình đường xá nó có đông lên hay không. Những cái đoàn khách đi bằng mô tô xe máy ở những cái tỉnh thành khác đang lên nhận phòng đó quý vị ha. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8:30 sáng đó quý vị ha. Đây là một cái điểm giao đèn xanh đèn đỏ giữa đường Nguyễn Văn Cừ và đường 3 tháng 2. Có rất là nhiều những cái chiếc xe gắn máy rẽ phải để vượt đèn đỏ. Tại vì họ nghĩ rằng đèn đỏ thì tất nhiên sẽ được rẽ phải thôi. Tuy nhiên trong cái luật giao thông mới hiện nay á, thì đèn đỏ nếu như mà không có bảng hướng dẫn kèm theo, không có bảng phụ đâu quý vị, thì không được rẽ đâu quý vị ha. Rẽ là vi phạm luật giao thông đó, rẽ là được coi vượt đèn đỏ đó quý vị. Nếu như mà những cái điểm nào có ghi bảng phụ kèm theo, đó là mô tô, xe gắn máy hoặc ô tô, hoặc là mọi phương tiện đều được phép rẽ phải khi đèn đỏ, thì chúng ta mới được rẽ đó quý vị. Còn không là tuyệt đối không được đâu quý vị ha. Các đồng chí công an có thể phạt chúng ta bất cứ lúc nào đó quý vị. Và cái lỗi đó cũng khá là nặng đấy. Đây là tuyến đường 3 tháng 2 đó quý vị ha, hướng lên khu Hòa Bình. Hiện tại bây giờ cũng rất là thông thoáng luôn, mặc dù bây giờ là gần 9 giờ sáng rồi quý vị. Bây giờ mình sẽ rẽ vào cái con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mỗi lần lễ Tết ấy, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa luôn luôn kẹt cứng ngắc bởi những cái chiếc xe cây xe đoàn họ ở trong này rất là nhiều. Và đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó quý vị ha. Hiện tại bây giờ thì quý vị có thể thấy nó vắng như chùa Bà Đanh luôn. Rất là nhiều khách sạn ở trong này treo bảng còn phòng. Mình nghĩ từ hồi sáng đến giờ đi vòng vòng những cái tuyến phố trung tâm của Đà Lạt ấy, mình thấy ước chừng tầm khoảng 90% những cái nhà nghỉ khách sạn đều treo bảng còn phòng đó quý vị. Trong cái ngày lễ lớn 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 như thế này thì đường phố Đà Lạt nó vắng vẻ, ê ẩm một cách khá là bất ngờ. Thậm chí nó vắng hơn là những cái ngày cuối tuần bình thường nữa quý vị. Và đây là con đường Trần Quốc Toản men theo bờ hồ Xuân Hương. Bên phía tay phải của chúng ta là quảng trường Lâm Viên. Mỗi năm thì cái tuyến đường này
cũng kẹt xe cứng ngắc. Nhưng mà hiện tại bây giờ quý vị có thể thấy là đường xá ở đây cũng khá là thông thoáng. Hiện tại thì bắt đầu có những cái giọt mưa bay bay đây quý vị này, mưa nhỏ thôi. Trời mù mịt cũng khá là đẹp và lãng mạn đây. Bây giờ mình sẽ chạy lên cái nút giao Kim Cúc và ra đường 3 tháng 4, cái cửa ngõ chính để đi vào trung tâm thành phố Đà Lạt để cập nhật tình hình đường phố ở ngoài đó một chút nữa quý vị ha. Đây là con đường hiện tại bây giờ người ta vẫn chưa đặt tên, nối liền giữa bờ hồ Xuân Hương, đường Trần Quốc Toàn ở dưới kia và chạy lên trên kia là nhập vào cái nút giao Kim Cúc được quý vị ha. Ngay nút giao Kim Cúc này, đường phố cũng vô cùng thông thoáng luôn quý vị. Thường thường cái cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố Đà Lạt á, thì nó sẽ kẹt xe và thất thủ vào những cái dịp lễ lớn. Thời điểm này thì nó thông thoáng, nhưng có thể trưa hoặc chiều tối nay nó sẽ đông lên. Nói chung chúng ta cập nhật thì nó chỉ có đúng vào cái thời điểm chúng ta đang đi như thế này thôi. Chiều tối nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video để cập nhật tình hình, xem thử cái lượng khách đổ lên Đà Lạt á, nó có cải thiện hơn không. Và đây là cái con đường 3 tháng 4 hướng ra ngoài khu vực đèo Bà Trên đó quý vị ha. Mọi năm thì quý vị cũng đã từng thấy hoặc là cũng đã từng trải nghiệm khi vào những cái dịp lễ Tết đó quý vị ha. Khi đi vào đường này á, xe ô tô thì chắc có lẽ đứng chôn chân rồi. Xe gắn máy thì vẫn di chuyển được nhưng mà rất là khó khăn. Tại vì phải nói lượng phương tiện đổ xô vào cái con đường này á, rất là lớn. Và hiện tại thì nó cứ thông thoáng và thư thái, thông thả như những cái ngày bình thường khác của Đà Lạt thôi quý vị ha. Nếu như mà chúng ta chạy thẳng xuống là tới đèo Bren quý vị ha. Đèo Bren ngay trước mặt rồi. Bây giờ mình sẽ rẽ vào cái bến xe Liên Tĩnh, bến xe Phương Trang này để xem thử cái lượng hành khách ở trong này có đông không. Mình thấy bến xe này cái lượng hành khách nó cũng bình thường như mọi ngày.
như những cái ngày cuối tuần của thành phố Đà Lạt các quý vị ha. Có lẽ chiều tối nay sẽ đông hơn. Kính thưa quý vị, video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi. Quý vị cũng có thể bấm cái nút đăng ký kênh miễn phí đó quý vị ha, để nhận những cái video cập nhật về tình hình Đà Lạt mới nhất của kênh Đà Lạt ngày nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn. Bye bye, xin chào tạm biệt.